television. Xin chào tất cả các bạn nhỏ đã quay trở lại với kênh Cải TV. Hôm nay thì mình với bé Củ Cải sẽ đi tham quan và mua sắm tại siêu thị Bixi Hải Phòng. Ở đây thì có rất nhiều những gian hàng khác nhau, nhưng mà gian hàng khiến cho Củ Cải và các bạn nhỏ khó rời mắt nhất đó chính là những gian hàng đồ chơi trẻ em. Nào chúng ta hãy cùng khám phá xem ở đây có những đồ chơi trẻ em gì nhé. Này xe gì đây Cải ơi, xe em bé à. Xe em bé này. Cá nhá. Sao? Đi câu cá. Đồ chơi thế. Đồ chơi bác sĩ này. Bác sĩ cả. Đúng không? Đấy, 59.000 bộ đồ chơi bác sĩ đẹp thế. Tám mươi chín nghìn bộ đồ chơi trẻ con. Nhà bếp về cải ơi. 89.000 thôi. Con gì đây cái này, con gì đây? Con cá sấu này cái. Đây nhiều bộ thế. Nhiều đồ chơi thế. Nhiều đồ chơi chưa? Đồ chơi tới quầy 18, thì mình phải đồ chơi tới quầy 18, xin cảm ơn. Thank you.
bác sĩ búp bê này. Bác sĩ đấy nhỉ. Wow, đẹp chưa? Đẹp nhỉ? Đấy, bộ đồ bác sĩ đấy. Cùng tấm là bác sĩ đấy nhỉ? Cái gì đây con? Cái nồi. Bếp ga này. Cái này để khuấy trứng. Nho này. Con gì đây cải? Con cá sấu này sợ chưa? Này con thú này cải. Con hổ này cải. Con xem con hổ nhá. Con gì đây con cá? Con gì đây? Con hổ này. Con voi này. Đây con tê giác này. Đấy. Và con báo nữa kìa. Đẹp chưa? Nhiều thế. Con bạch tuộc này. San hô này. Cá này. Ôi đẹp thế. Treo lên nhá. Rất nhiều đồ chơi nhá.